Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, chất lượng tiêu chí môi trường ở khu vực nông thôn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh hiện đã được cải thiện và nâng cao đáng kể. Đặc biệt đến tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh đã có 62 xã đạt tiêu chí môi trường. Đóng góp vào thành công đó có rất nhiều các mô hình bảo vệ và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường do các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện ở địa phương. Nội dung này sẽ được chúng tôi tập trung phản ánh trong chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới số này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trước tiên là những thông tin về xây dựng nông thôn mới. Hội thảo khoa học tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai mới được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức. Thời gian qua, công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở hết sức quan tâm triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Giai đoạn 2016-2020 đã đào tạo nghề cho trên 61.000 người lao động, 18.000 người được hỗ trợ học nghề với tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phản biện làm rõ hơn một số vấn đề như việc xây dựng chủ trương, chính sách, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn, công tác đào tạo và dạy nghề, thúc đẩy và hỗ trợ khởi nghiệp cho cá nhân và doanh nghiệp, chuyển đổi việc làm từ lĩnh vực phi nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Thông qua hội thảo giúp lãnh đạo các địa phương, các cơ sở đào tạo nghề nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn, có những bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện để công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề, nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực nông thôn. Trong 10 tháng của năm 2021, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của nhân dân các địa phương. Nhân dân đã đóng góp trên 6 tỷ 933 triệu đồng tiền mặt và 106.247 ngày công lao động, trên 179.000 m2 đất cùng nhiều hiện vật khác để tham gia thực hiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương. Qua đó góp phần thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong 10 tháng đã có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay toàn tỉnh đã có 61 trên 127 xã duy trì và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao. Số tiêu chí nông thôn mới bình quân mỗi xã theo đánh giá của các huyện, thị xã, thành phố là 15,49 tiêu chí. Toàn tỉnh cũng có 144 thôn kiểu mẫu, 129 thôn nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 1.300 trang trại, gia trại và 85 hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ. Đây là kết quả nổi bật sau 5 năm nỗ lực triển khai thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Thêm vào đó, toàn tỉnh hiện có 59 doanh nghiệp vừa và nhỏ do các cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động. Các hợp tác xã, tổ hợp sản xuất, trang trại, gia trại đến các hộ kinh doanh dịch vụ mà cựu chiến binh làm chủ cũng thu hút tới trên 8.800 lao động. Ngoài tạo việc làm và thu nhập, từ năm 2016 đến hết tháng 6 năm 2021, hội viên hội cựu chiến binh còn chung sức chung lòng xóa được gần 200 nhà tạm, nhà dột nát cho đồng chí đồng đội. Đây là những cơ sở quan trọng để trên 1.400 gia đình hội viên hội cựu chiến binh của Lào Cai thoát được cảnh nghèo trong giai đoạn 2016-2021. Còn số khá và giàu trong tổ chức hội cũng tăng lên 11.220 hộ, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào 503 sạch, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương, trong năm 2021, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường ở địa phương. Trong đó có mô hình thôn bản không rác thải của Hội Phụ nữ xã Tà Phời, thành phố Lào Cai, triển khai thực hiện điểm ở thôn Đá Đinh 2. Chỉ với khoảng từ 500 đến 700 nghìn đồng tùy thuộc vào kích cỡ nguyên vật liệu, nhiều hộ gia đình ở thôn Đá Đinh 2 đã xây dựng được những ga rác mini từ 2 đến 3 ngăn để chứa rác thải, hữu cơ, vô cơ và chất thải rắn. Sau đó lựa chọn cách xử lý phù hợp. Qua đó góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới và chỉ thị 03 của Thành ủy Lào Cai về xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Cái hố rác này là làm 2 ngăn nhưng mà
Thời gian làm thì 2 ngày, cũng chả mất bao nhiêu, mất 700 này thôi. Sau này nhà mình được sạch sẽ hơn. Thu gom tầm khoảng 1-2 ngày thì mình cho vào lò đốt rác để đốt, không để lâu thì nó sẽ ngấm mùi. Từ khi mà thành lập cái chương trình mô hình nhà hộ rác mini này, không xảy ra vấn đề vứt rác bừa bãi, rất là sạch sẽ, tiến triển hẳn lên. Thôn Đá Đinh 2 có 69 hộ, thì đã có 59 hộ tự bỏ kinh phí thực hiện xây dựng gara chứa rác mini tại gia đình. Cùng với đó, mô hình này hiện cũng đang lan tỏa ở một số thôn khác trên địa bàn xã Tà Phời. Toàn xã hiện có 100 hộ dân có gara mini xử lý rác thải. Mặc dù mới được triển khai thực hiện, nhưng mô hình đã góp phần thay đổi tư duy nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải sinh hoạt ra môi trường sống chung. Vì vậy, việc nhân rộng mô hình hiện đang được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, đẩy mạnh thực hiện. Xã đang tập trung chỉ đạo cho giao cho các hội đoàn thể để vận động các hộ gia đình cá nhân, chỉ đạo hệ thống chính trị ở xã cũng như là bí thư chi bộ, trưởng thôn ở các thôn để phối hợp để vận động nhân dân thực hiện các cái bước xử lý rác thải tại nhà, trong đó có cái việc là xây dựng các cái ga rác ba ngăn. Xã sẽ đặt mục tiêu ra là vào khoảng làm khoảng 300 cái, 300 cái ga rác này, và từng bước là nhân rộng cái mô hình thì để nhân dân sẽ tự chủ động sẽ thực hiện, góp phần cho cái vấn đề, góp phần cho cái thực hiện chỉ thị 03 của thành phố Lào Cai về xây dựng xã Tà Phời sáng xanh sạch đẹp. Còn tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, với mong muốn góp sức trẻ cho việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường gắn với thực hiện đề án phát triển du lịch sinh thái ở địa phương, đoàn thanh niên xã đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội phát động phong trào Suối Sạch Đồng Xanh. Đều đặn hàng tháng, chị Ma Thị Giao, đoàn viên thôn Nà Khương lại đến các thôn bản cùng các bạn đoàn viên thanh niên và người dân địa phương thực hiện phát dọn hai bên bờ các dòng suối, khơi thông dòng chảy, thu gom túi bóng, rác thải phát sinh. Tranh thủ thời gian, ví dụ như lúc đi làm về buổi trưa hoặc là chập tối, tôi sẽ rủ nhau cùng nhau đi ra dọn dẹp ở dòng sông, dòng suối với cả đường làng ngõ xóm để làm cho môi trường ngày càng trong sạch. Bản thân tôi thì ở đây gần đây thấy các cháu nó làm, tôi cũng đi hộ, xong làm ở gần thì thấy người về bỏ rác ngay ngang thì tôi cũng nhắc nhở bảo ban. Sau một thời gian triển khai thực hiện phong trào Suối Sạch Đồng Xanh, 20 con suối lớn nhỏ trên địa bàn xã Nghĩa Đô đều cơ bản đã được làm sạch và có hệ thống biển nhắc nhở người dân không vứt rác thải ra sông suối. Trên đồng ruộng, túi bóng, túi đựng thuốc bảo vệ thực vật cũng đã được nhân dân thu gom sạch sẽ. Cùng với đó, rất nhiều hoạt động bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường khác hiện cũng đang được đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Đô đẩy mạnh thực hiện để hoàn thành tiêu chí môi trường theo yêu cầu của xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay theo kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, thì đoàn xã Nghĩa Đô sẽ triển khai những phần việc thanh niên, ví dụ như ngày Chủ nhật xanh, tuyên truyền tới các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các buổi vệ sinh môi trường cũng như là đi thu gom rác thải ở các con suối cũng như là các đường làng ngõ xóm ở trong thôn bản. Toàn tỉnh hiện có trên 250 mô hình bảo vệ môi trường do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện, như mô hình 503 sạch, mô hình 10 hộ liền kề ngõ Văn Minh, tuyến đường tự quản về bảo vệ môi trường, xã hội hóa thu gom rác thải khu vực nông thôn, thôn bản không rác thải. Trong 10 tháng của năm, các tổ chức chính trị xã hội đã tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng mới 10 mô hình nhà sạch vườn đẹp, lũy kế 740 mô hình với 22.777 hộ tham gia. Duy trì và trồng rậm 253 tuyến đường hoa, xây dựng mới 5 điểm tập kết và xử lý rác thải tập trung. Xây dựng mô hình điểm về xử lý rác thải 3 ngăn gồm 59 gara rác mini. Qua đó góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường ở các địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục kỳ sau.